Xin chào các bạn, mình là Nam E và trên tay của mình là một cái tay điều khiển. Đây là cái Seraphim S1. Cái này không phải của mình, cái này là của mod Lý Quốc Khánh ở Tinh Tế .vn. Mod thì rất là thích mua những đồ trên Kickstarter, và đây là một trong những cái món mà mod Khánh đã mua trên Kickstarter và một trong những cái món mà theo mình là fail nhất, của bắp nhất trên Kickstarter luôn. Chúng ta cùng xem nó là cái gì, nó như thế nào nha. Như anh em chưa có biết về Kickstarter thì mình cũng giải thích sơ cho anh em biết về Kickstarter. Cái trang web Kickstarter thì thường là những cái startup, những cái công ty nào đó muốn góp vốn để họ làm một sản phẩm nào đó, thì họ đưa lên trên đó những cái bản thiết kế, những cái bản concept, và để cho những người khác back những cái sản phẩm đó lại. Ví dụ như là các bạn trả 30 đô các bạn nhận được cái tay cầm này, các bạn trả 80 đô các bạn nhận được hai cái tay cầm này, các bạn trả 1 đô cũng được thì các bạn sẽ được bên đây gửi lời cảm ơn. Thì cái Kickstarter không phải là một trang web bán hàng, các bạn góp vốn vào đó để các bạn ủng hộ người ta. Người ta có thể gửi đồ cho các bạn sau khi đồ hoàn thành xong, chưa chắc người ta đã gửi đồ đúng cái tiến độ mà người ta đăng ký ra, hoặc là nhiều khi là người ta phá sản, người ta ôm tiền, người ta chạy mất, cái đó cũng có. Thì các bạn cũng lưu ý lên trên Kickstarter, mà không phải sản phẩm nào đưa lên Kickstarter cũng ngon. Ví dụ như cái Seraphim S1 này đưa lên Kickstarter và bạn Khánh mua về thì là một cái sản phẩm cùi bắp chứ không phải là sản phẩm ngon ha. Nên lưu ý đừng mua này. Cái này thiết kế theo cái dạng là nhái cái Nintendo Switch. Họ quảng cáo là dùng được cho Switch, dùng được điện thoại, dùng được cho máy tính. Điện thoại thì chỉ dùng được cho Android thôi và không có dùng được cho iPhone. Thực tế thì họ quảng cáo là dùng được cho iPhone iOS 13 trở xuống thôi. Còn iOS 14 là không nhận gì hết, thì mình cũng có thử và mình thấy iOS 13 cũng của bắp, mà iOS 14 thì hoàn toàn không hoạt động gì hết. Mở ra coi nó. Mở hộp ra thôi. Seraphim S1, những cái hướng dẫn sử dụng. Bên trong sẽ có cái tay cầm thế này. Đây là cái form của cái tay cầm nha anh em. Anh em kẹp điện thoại vô đây. Kẹp điện thoại vô ha. Và bên trong còn có đây là cọng cáp sạc micro USB nè. Cái này là cái dongle để anh em cắm vô máy tính, để anh em chơi cho máy tính. Cái này là sợi dây của mình. Thực ra cái này mình đã mở ra, mình sử dụng được một thời gian rồi, một tuần hơn gì đó, để mình trải nghiệm rất là kỹ về nó. Rồi mình mới hôm nay mới quay clip. Bữa nay là mình đóng lại cái hộp lại để mình tạo cảm giác là đập hộp cho anh em coi. Nếu như anh em mua cái này thì cảm giác anh em đập hộp và anh em mua nó được cái gì. Cái form của cái tay cầm này nó nhái nhái theo kiểu Nintendo Switch. Có hai cái cần joystick ABS-E, D-pad, nút home, nút chụp màn hình này nọ. Cổng sạc là cổng micro USB ha. Đậy bằng cái nắp rất là cùi bắp, nút nguồn. Và anh em kết nối thì cũng giống như là nhiều cái tay cầm mà hỗ trợ nhiều loại điện thoại khác nhau. Chúng ta nhấn giữ nút Home và chọn A, Home B, Home I, Home X, Home Y để sử dụng trên những nền tảng khác nhau. Đây có mấy cần này. Về hoàn thiện của này thì mình kêu là rất cùi bắp luôn. Ở chế độ bình thường anh em kẹp điện thoại vô giữa thì nó giữ cái điện thoại thật sự là không vững một tí xíu nào. Giữ rất là kém. Và họ quảng cáo cái này, nó ưu điểm của nó là có cái sleeve là cái silicone, nó là cái bọc silicone cầm êm ái. Thực tế thì mình thấy cái silicone rất rẻ tiền và cầm vào rất chán. Và khi anh em để điện thoại ngang ra như mình đang dùng cái nốt chính này là để không có vừa. Để không có vừa anh em ha. Rồi anh em nói là do mình mang ốp cho điện thoại để không vừa gì. Tháo ốp ra. Ốp siêu mỏng này cũng tháo ra luôn. Thì nó sẽ như thế này. Đó, anh em nhìn cái kiểu gắn vô. Nhìn chán đời không? Cái cảm giác thực sự là rất là lỏng lẻo. Anh em chỉ cần đụng nhẹ một cái là điện thoại anh em rớt xuống liền. Nhấp nhẹ một cái này, điện thoại rớt xuống. Nó không có bám chắc gì hết trơn á. Và do đó là mình thấy cái này rất là cùi bắp, cho nên tới nỗi mình phải tháo ra, mình bỏ này ra ngoài, mình không có sử dụng. Đó, bỏ hai cục ra ngoài luôn, gắn điện thoại chơi kiểu ngang. Thì thấy nó còn chắc hơn được chút xíu, thay vì dùng cái silicone đó. Gắn điện thoại không, thấy nó còn chắc hơn được chút. Tuy nhiên là gỡ ra như vậy rồi và mình gắn vô, mình vẫn cảm giác được cái độ dởm của cái này. Ở chỗ là nó gắn điện thoại vô mà không có vững chắc, mà nhìn nó rất là, mình rất là ghét cái kiểu móp méo lỏng lẻo như này. Về sử dụng, khi anh em kết nối nó với Android đó, khi mình tháo cái silicone nó ra, mình để điện thoại vô lại không vừa, nó trơn tuột ra ngoài, cái độ kẹp của nó không có. Đây là mình xài điện thoại to nha, mấy cái điện thoại nhỏ nhỏ như iPhone bỏ vô sao vừa. Bỏ iPhone vô sao vừa được.
nó không có giữ điện thoại trong đây. Sao chơi? Chơi kiểu gì? Chơi không được. Thực sự là cùi bắp lắm luôn á. Mở to thì không to quá, mở nhỏ thì lại không nhỏ quá. Kèm điện thoại là không được. Hết sức cùi bắp. Đó là về phần hoàn thiện. Về phần sử dụng trên điện thoại, thì khi anh em pair nó vào điện thoại thì chưa chắc là cái game anh em đã cài vô để chơi được nha. Cái này á, nó chỉ hỗ trợ được một số cái game giới hạn mà thôi. Hỗ trợ một số game giới hạn thôi. Nó không biết nó dùng cái profile kiểu gì. Mà mình đã thử hết rồi. Là mình đã thử nó là Home A, rồi Home B, Home X, Home Y. Tức là mình thử theo kiểu là generic, kiểu dành riêng cho iPhone, kiểu dành riêng cho Android. Kết nối vô thì không phải là game nào cũng chơi được hết. Có một số game gần như là game nào cũng không chơi được hết. Và mình phải cài thêm cái app của nó, là cái app Seraphim. Cái app Seraphim này, ở trong đây nó báo là nó chỉ hỗ trợ một số rất ít game. Anh em nhìn, như đây game thôi. Rất ít game, Mario Kart, Zoo, 28 cái game là nó hỗ trợ. Rồi mình sẽ thử một cái game khác mà cái này nó kêu nó hỗ trợ. Bác ra 1945. Nè, game này nó kêu hỗ trợ nha. Mở lên. Nè, không di chuyển được bên đây. Dùng cái cần này thì được. Mà game này á, anh em phải di chuyển rất là nhanh như thế này mới được chứ. Tại vì đạn nó nhiều mà. Em lấy cái cần joystick này. Cái độ lag của nó rất là kém. Chơi bắn cái bay, chơi cái này, chơi cái gì. Trong khi mình dùng cảm ứng thì máy bay mình bay nhanh hơn rất nhiều và mình né được nhiều đạn. Còn dùng cái này. Và ở cái game hỗ trợ nó thì nó chỉ hỗ trợ chơi được cái đó thôi. Mấy cái nút khác không biết gì hết. Cụ bắp. Rồi, exit cái đi. Power Ranger Injustice Sega đi. Sega Street of Rage. Đây là game hỗ trợ mặc định á. Mình sẽ cắm để lại ngang qua. Ngay cả những cái game mà nó hỗ trợ mặc định thì những cái nút của nó cũng không có đúng nữa. Được cái D-pad bên đây, cái trường joystick thì khả năng là đúng nè. Còn A, B, C thì chơi lùi, đánh. Không được nè. Đánh không được gì hết trơn. Ngay cả những game mà nó hỗ trợ mặc định thì nút đồ này nọ cũng không chơi được. Còn những game khác cài vô là gần như là hoàn toàn không chơi được luôn. Mình cũng không biết nó hỗ trợ cái profile, cái tay cầm kiểu gì. Mình bữa trước mình có trên tay cái tay cầm là cái Gamer. Mấy cái game mà nó bình thường không cần gì hết, mình cài vô cái là chơi được luôn. Cái này cài vô ngay cả game nó kêu là nó hỗ trợ nha, cũng không chơi được. ABS là bấm là thua. Những lúc khác, những bấm như lúc khác thì nó bị tù lao tù đế. Đó. Rồi mình sẽ, đó là trải nghiệm sơ về mình về cái những cái game nó hỗ trợ mặc định. Quay trở lại cái phần mềm của nó đi. Ở phần mềm này anh em có thể thêm những game khác vô. Ví dụ như là mình có thêm cái John GBA vô. Bởi vì cái John GBA này bình thường á, nó không nhận được cái tay cầm này luôn. Thì mình phải thêm cái John GBA vô và mình sẽ kích hoạt cái bật phím Custom Overlay. Mình bật cái phần mà tạo cái phím ảo để mình remap á, thì mình sẽ tạm chơi được. Rồi mình sẽ bật cái Overlay đó lên và mình sẽ chơi thử một cái Liên Quân Mobile đi. Ok, vô game rồi. Thì anh em sẽ bật, khi vô game rồi anh em sẽ bật cái phần remap lên. Đây, mở remap lên nè. Anh em có thể kéo những cái chỗ này. Ví dụ như cái cần joystick này anh em để vào chỗ này. Nút A, nút B, nút Y thì mình cho những cái vị trí, những OK đây. Xong rồi anh em lưu lại. Giờ mình đã để nút A mình là nút tấn công. Dạ. Nhưng mà khi mình chạy cái này nè, chạy bằng cần joystick ha. Chạy cần joystick. Ví dụ mình nhấn một cái phím khác, cái là nó bị đứng cái cần joystick lại. Vì mất chút xíu sau mình mới ấy được. Nè, đang chạy phía này. Mình, ví dụ mình đang chạy tới nha. Mình bấm mua, hồi nãy mình để cái nút RMRT này là mua. Bấm mua một cái là bị đứng. Em thấy không? Bấm mua một cái bị đứng. Chứ bây giờ mình đánh để có tiền cái cho anh em coi cái đã. Bấm mua một cái là bị đứng. Không, bấm mua một cái là nó bị đứng và nó bị đổi hướng. À, khó chịu chỗ đó. Và cái remap này không phải là game nào nó cũng chơi hoàn toàn ok. Mình remap ở trên cái game Liên Quân này á, thì chơi cũng tạm được. Còn remap mà chơi PUBG á, là
thảm họa luôn. Bởi vì khi mình chơi vô PUBG và mình remap á, chết mẹ, chạy. Mình chơi PUBG mình remap á, khi mình di chuyển cái cần joystick này và mình nhấn nút bắn cái là nó bị đổi hướng, bắn cái nó bị đổi hướng. Rất là cù bắp. Cù bắp cái chỗ đó. Thì mình nghĩ là với cái số tiền mà $40 chết mẹ. Back nào. Tắt. Với số tiền là $40 thì anh em có nhiều lựa chọn hơn, nhiều lựa chọn ngon hơn thay vì là anh em mua cái này. Nói chung mình không thấy được thích cái này được cái chỗ nào hết trơn á. À, cái này nó chơi được trên máy tính nữa nhưng mà mình thấy do trải nghiệm của này nó quá cù bắp như vậy rồi mình cũng không có muốn chơi trên máy tính như thế nào. Bởi vì cái form cầm của nó không thoải mái để anh em chơi trên máy tính. Thật sự cái form này không có thoải mái để anh em có thể chơi trên máy tính anh em à. Những lúc mà công bằng mình nói thì những lúc mà nó hoạt động được á thì mình chơi game cũng được á chứ không tới nỗi nào. Tuy nhiên là những cái cù bắp của nó đã khiến cho mình cảm thấy là mình không có thấy số tiền bỏ ra mua này nó xứng đáng. Thì anh em có mua thì né cái Seraphim S1 này nha. Nhất là anh em mua trên hàng trên Kickstarter thì anh em lưu ý là có hàng đồ đàng hoàng để em hẳn mua. Chứ lên cứ bắt đại xong rồi về thì hàng nó sẽ không ngon. Đó. Cái sản phẩm khác của bắp trên Kickstarter. Seraphim. Cầm khác của bắp, gắn điện thoại vô và nghiêng. Đó. Rất mẹ luôn. Và cái form chơi trên máy tính, anh em cầm gì sao chơi trên máy tính. Thực sự là rất là khó để chơi trên máy tính anh em ha. Mình không có muốn cầm này chơi máy tính luôn cho nên là mình sẽ cũng không có cấm mà không thử với máy tính, mặc dù cái này nó có cái dongle để anh em chơi máy tính. Bởi vì trải nghiệm chơi game thì nó phải sướng mới được, mà cái này thì không sướng thì không nên chơi. Rồi, cảm ơn anh em, mình là Nam E và đây là cái tay cầm của bắp Seraphim S1. Anh em không nên mua cái này. Và anh em có mua hàng ở trên Kickstarter thì anh em cũng cẩn thận lưu ý, không phải là cái nào đưa lên Kickstarter cũng ngon anh em ha. Chúng ta cần phải lựa chọn cái nhà backer và chúng ta phải nhìn cái sản phẩm thực tế nó mới được. Còn nếu không thì chúng ta nên chờ sản phẩm ra ngoài để mua, chứ mua Kickstarter làm chi. Rẻ hơn tí xíu mà về không xài được thì cũng bằng không rồi. Cảm ơn anh em đã xem video clip này, cảm ơn Mod Khánh đã cho mình mượn. Và anh em có mua tay cầm thì mua cái khác, cũng mua Seraphim S1. Rất nhiều cái tay cầm có cái form theo kiểu tương tự này để anh em chơi. Nhược điểm của cái này, để điện thoại dọc. Lật. Ha. À. Và để đúng chỗ như thế này, mà ngay cả để đúng chỗ thì nó cũng không có chắc chắn nữa. Bởi vì á, nó khoảng nhỏ nhất nó như thế này. Để cái máy điện thoại bé hơn là thua. Đó, để máy điện thoại bé hơn là thua. Mà để khoảng dài á, cũng rất dễ rớt điện thoại. Rất dễ rớt điện thoại. Nó không giữ chắc được. Hoàn toàn là không ngon. Nút bấm thì cù bắp, phần mềm thì lại càng cù bắp hơn. Bye, thank you anh em đã xem. Hẹn gặp lại anh em ở những video khác.